Ê, mà sao ông liều dữ vậy ba? Tự dưng đi dây nóng, giờ ông tính làm sao? Đang lo đi nè, đang vụ ổng bán đất đó. Tuần tới mà tụi nó xuống đây á, không biết tụi nó tha cho tôi không nữa. Gì vậy? Ê, đồ thú chơi, đồ thú chơi. Ủa sao cái đám này nhìn lạ quá vậy? Nè, trời ơi. Đứng lại. Đứng lại. Ủa? Đứng lại. Kỳ chứ ta. Gì? Đừng có chạy. Chạy. Ê, Vĩnh, tụi nó đi hết rồi hả? Em xin chị, em hứa với chị lần này là lần cuối cùng. Em hứa với chị là cuối tháng này em trả hết tiền cho chị. Em trả hết lại cho chị. Đừng mà chị mày đau. Hứa? Mày đau hứa với tao bao nhiêu lần rồi hả Xuân? Bao nhiêu lần rồi? Nữa hả? Đừng tao đau, nói đau với mày nghe Xuân. Dạ. Nội trong vòng 5 ngày nếu mà mày không trả tiền cho tao á thì tao cho mày không những 1, 2, 3, 4, 5 cắt ngón tay như cái cành cây cho tao. Đừng mà. Cho mày cùi tay khỏi gọi đầu cho khách luôn. Nghe 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 chưa? Có nghe. Nghe chưa? Dạ, dạ. Nghe. Mệt quá ông nội ơi. Làm hết hồn mà. Giờ tìm lại về giới yêu thương, bên tình thân lưu luyến vẫn như hoa nỗi nhớ mong chờ tháng ngày tháng hương.